chương một thiên bản tái hiện bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tiết đoan ngọ năm nay không giống mọi năm nguyên nhân bởi vì năm nay là một năm rất đặc biệt đó là năm thiên địa phong vân long phượng quần phương sáu đại bản đồng thời xuất hiện hôm nay vừa đúng là tiết đoan ngọ nên cũng là ngày hiện bản cái gọi là thiên địa phong vân long phượng quần phương sáu đại bản là chỉ thiên bản địa bản phong vân bản Long bản, Phượng bản, Quần phương phổ. Trong sáu bản này, thiên bản là thần bí nhất, bởi vì 60 năm thiên bản mới đổi mới một lần, hôm nay chính là ngày thiên bản tái hiện, lần đầu thiên bản xuất hiện là ở 60 năm trước. Thời kỳ đó võ lâm sôi nổi chưa từng có, cao thủ nhiều như mây, đạt đến đỉnh cao hơn bao giờ hết, lúc ấy, thiên cơ cốc chủ. Thiên cơ thư sinh đã viết lên trên bản năm vị cao thủ, chính là năm tuyệt thế cao thủ thời bấy giờ, có thể nói mỗi người là nhân vật thuộc cấp bậc tôn sư. Thế rồi bản gốc được gọi là thiên bản, cũng là thiên bản lần đầu tiên. Năm đại cao thủ ghi trên thiên bản, cũng vì sự xuất hiện của nó mà nổi danh bốn biển, uy chấn bát hoang. Mặt khác, sau đó thiên cơ cốc chủ tuyên bố với võ lâm, rằng cứ 60 năm sửa đổi thiên bản một lần. Cho nên, thiên bản hôm nay đã là lần thứ hai rồi, 60 năm trước, do thiên bản xuất hiện địa bản liền xuất hiện theo, so với thiên bản, địa bản ký tải tổng cộng 20 võ lâm cao thủ, trừ năm cao thủ lợi hại nhất trên thiên bản ra. Xong, sự khác biệt giữa thiên bản và địa bản cũng cực kỳ rõ, sự chênh lệch giữa hai bản là rất lớn. Nếu xét về võ công thì võ công của người đệ nhất địa bản tối đa cũng chỉ sắp xỉ 6-7 phần so với người đệ ngũ thiên bản mà thôi. Địa bản xuất từ võ lâm thư viện, Võ Lâm Thư Viện, 20 năm sửa bản một lần, chỉ có 20 người, tuyệt không tăng thêm. Do độ khó của thiên bản cực cao, người bình thường tuyệt đối không có cách nào tiến vào được, vì vậy địa bản càng là giấc mơ mà người Võ Lâm mưu cầu. Vì địa bản 20 năm sửa đổi một lần, do đó năm nay đã là lần thứ ba rồi bởi vì thiên bản và địa bản xuất hiện, khiến cho người Võ Lâm vì muốn được nổi danh trên bản mà dốc sức luyện võ, phong trào tập võ rất hương thịnh khiến nhiều người đều khổ luyện võ công, cố gắng để một đêm thành danh. Kể từ đó, người võ lâm lớp lớp xuất hiện, cao thủ như mây, việc tranh giành địa bản cũng càng lúc càng khó khăn, rất nhiều cao thủ võ công xuất chúng, vì đủ loại quy tắc nên không thể tiến vào địa bản, tâm cho ý lạnh, chuyển sang tổ ban lập phái, muốn lấy cách thức khác để thành danh, nhằm đạt được mục đích. Ban phái trong võ lâm mọc lên như rừng, nhất thời không ít nhân vật phong vân, nổi danh không dưới cao thủ, địa bản cũng chính khi đó, Thiên Tinh thư viện liền lập ra Phong Vân bản, trên mặt ký tải 36 nhân vật Phong Vân, ngoài những nhân vật nổi tiếng nhất nằm trên Thiên bản và Địa bản ra, đa số là nhân vật đầu não ở một số bang phái, hoặc là một số nhân vật trội nhất. Phong Vân bản khác với Thiên bản và Địa bản, bởi vì Phong Vân bản luôn luôn đổi mới, mỗi ngày đều có thể thay đổi, tùy theo tình thế biến ảo của võ lâm. Ngoài ba bản vừa kể, ở 20 năm trước trong võ lâm lại xuất hiện ba bản nữa, đó là Long Bản, Phượng Bản và Quần Phương Phổ. Trước tiên nói về Long Bản, bên trên ghi toàn là cao thủ trẻ tuổi. Hễ là thiếu niên cao thủ dưới 30 tuổi, đều có thể thành nhân vật trên Long Bản. Số người trên Long Bản có 16, tất cả là nhân vật võ lâm kiệt xuất một đời, người nào có thể liệt danh trên Long Bản thì người đó có vinh quang vô thượng, đó chính là cung điện trong tim vô số thiếu niên. Cứ 10 năm, long bản sửa đổi một lần, tức là mỗi 10 năm, nhân vật trên bản sẽ thay đổi toàn bộ, cũng có nghĩa là nhân vật trên long bản lần đầu tuyệt đối không thể xuất hiện trên long bản ở lần thứ hai. Mà cứ 3 tháng thay mới một lần là chỉ, trên cơ bản nhân vật bài danh long bản là không thay đổi, nhưng trong ấy cá biệt có nhân vật mất tích hay chết đi hoặc là tình huống khác, khi phát sinh biến hóa sự sắp xếp trên, long bản cũng sẽ biến đổi tương ứng. Đó gọi là thế sự vô thường, lý nào há không thay đổi. Long bản và phượng bản tương đối ứng với nhau, tình huống cũng như nhau, có điều một bên là thiếu niên, bên kia lại là thiếu nữ, mà số người cũng từ 16 trở thành 10. Cùng 10 năm thay đổi một lần, 3 tháng thay mới một lần. Long bản và phượng bản cùng xuất từ Bạch Lộc Thư Viện, năm nay đã là lần thứ ba nói đến đây, không thể không nói một tí về Bạch Lộc Thư Viện. Trong võ lâm lưu truyền câu nói, nhất cung nhị các tam cốc tứ viện là chỉ 10 địa phương trong võ lâm, trong đó bốn viện phân biệt ra là võ lâm thư viện, bạch lộc thư viện, thiên tinh thư viện và phượng hoàng thư viện. Bốn đại thư viện này gọi là bốn tổ chức tình báo trong võ lâm, đối với tình hình võ lâm cực kỳ rõ ràng. Từ võ lâm thư viện Địa bản, thiên tinh thư viện Phong vân bản bạch lộc thư viện long phượng bản thì có thể nhìn ra bọn họ hiểu rõ đại thế võ lâm như thế nào rồi đối với cách làm của ba đại thư viện phượng hoàng thư viện cũng không chịu rớt lại phía sau sau khi long bản và phượng bản xuất hiện phượng hoàng thư viện cũng đã ghi một bản gọi là quần phương phổ như vậy trong sáu bản của võ lâm ngoại trừ thiên bản thì năm bản kia đều xuất từ bốn đại thư viện quần phương phổ giống với năm bản trước ở chỗ 10 năm sửa đổi một lần, 3 tháng thay mới một lần, năm nay cũng là lần thứ ba rồi. Chỗ khác của quần phương phổ là nó lại phân ra thiên tiên phổ và bách hoa phổ, trong đó bách hoa phổ và long bản giống nhau, cứ 10 năm sửa đổi một lần, 3 tháng thay mới một lần, chỉ có điều số người vẹn vẹn 12 mà thôi. Còn thiên tiên phổ thì khác, một khi lên bản, quyết không sửa đổi, cũng hạn chế không thay mới, Điểm này giống như thiên bản. Khác biệt lớn nhất với năm bản kia là, Thiên Tiên Phổ cứ 10 năm lại tăng thêm số người, nữ nhân có khả năng tiến vào tuyệt đối phải là nhân nhi mỹ lệ nhất thiên hạ. Nếu như không có người hợp cách để chọn lựa, Thiên Tiên Phổ liền hoãn lại một lần, quyết không lạm dụng cho đủ số. Cho nên kể từ lúc xuất hiện ở 20 năm trước, trong võ lâm đáo để chẳng có bao nhiêu người được xưng là tuyệt thế, từ lúc thiên bản xuất hiện 60 năm trước nơi thiên bản xuất hiện. Phượng Hoa Sơn đã trở thành thánh địa Võ Lâm, kể từ đó, năm bản kia cũng tuyển trạch tại nơi đây. Như vậy, rất thuận tiện cho nhân sĩ Võ Lâm hiểu rõ tình hình Võ Lâm. Từ đây, mỗi lần đến ngày Niêm Yết bản đều có vô số nhân sĩ Võ Lâm đến xem, Phượng Hoa Sơn có một tấm thạch bích, cao 10 trượng dài hơn 30 trượng, giống như là một tấm gương lớn, bóng loáng sạch sẽ. Đây chính là nơi sáu bản công bố hôm nay trời quang mây tạnh, từ rất sớm, mấy trăm người võ lâm đã tụ tập trên phượng Hoa Sơn, toàn là đến xem tình hình sáu bản công bố. Những người này phần lớn là nhân viên tình báo của một số bang phái, đến đây để lấy tin tức mới nhất. Trong đó cũng có một số kẻ mới xuất đạo, đến xem náo nhiệt, còn có một số hảo hán võ lâm độc lai like, độc vãng, cũng đến nhìn cảnh tượng vui vẻ, trong đám đông một lâm y thiếu niên 23-24 tuổi cũng đang xem thạch bích đó, nhưng vì toàn bộ nhân vật trên lục đại bản chỉ có một người đã dùng kim cương chỉ khắc lên thạch bích nên nhìn từ xa cũng có thể thấy rất rõ ràng nhìn kỹ lâm y thiếu niên chỉ thấy hắn chừng hai ba hai bốn tuổi thần khí sung túc vẻ mặt như ngọc luôn luôn hiện nét tươi cười hiển nhiên có chút tà khí nhưng lại có một thứ mị lực không thể nói ra lâm y thiếu niên theo dòng người mà đi lúc này hắn đang đứng trước thạch bích tĩnh lặng chăm chú nhìn thạch bích ánh mắt thiếu niên như bị hấp dẫn liền dính chặt vào hai chữ thiên bản cao nhất trên thạch bích. Lúc này đứng cạnh Lam Y thiếu niên không nhiều, chỉ có vài người mà thôi. Bởi vì hầu như những người khác đều đang vây quanh phong vân bản và quần phương phổ, không ít người đứng xung quanh long bản và phượng bản. Thiên bản ngược lại vì thế mà rất thanh tĩnh. Lam Y thiếu niên tĩnh lặng chăm chú nhìn thiên bản. Nơi cao nhất là ngũ đại cao thủ lần thứ nhất của 60 năm về trước, bài danh như sau, thứ nhất. Đao Hoàng, Bá Thiên, thứ hai. Kiếm Hồn. Liễu Diệp, thứ ba. Vô Song Thư Sinh. Tống Văn Kiệt, thứ tư. Thiên Tâm Thánh Nữ. Sở Nhược, thứ năm. Phật môn thần tăng, thiên nhất thần tăng, làm y thiếu niên ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại ở trên bốn chữ lớn đao hoàng, bá thiên, tự hồ nhớ lại chuyện gì, lại giống như là lưu luyến điều chi có lẽ là vị thiên hạ đệ nhất năm xưa này đang ám thị điều gì chăng không ai biết được phía dưới một hàng chính là vừa mới khắc lên hôm nay danh sách của những tuyệt thế cao thủ lần thứ hai tĩnh lặng khắc trong đó tựa hồ tuyên cáo với thiên hạ rằng lần này đã sản sinh ra các bậc tông sư cao thủ rồi vậy danh tự của bọn họ đã được khắc trên thạch bích đó thứ nhất thiết trưởng càng khôn lưu phong thứ hai vân trung lão nhân ngưu hạt thứ ba quyền thần lý bất hối thứ tư Cửu hiện Vân Long Diệp Long thứ năm Giáng Long tuyệt kiếm Lâm Tâm Giao thứ sáu Tam tuyệt thư sinh Tô Phóng Văn lần này thiên bản có sáu người So sánh với lần trước đã nhiều hơn một người Lam y thiếu niên tĩnh lặng nhìn rất lâu Rồi chuyển thân đi về phía địa bản Trên địa bản đã ký tải tiếp theo lần thứ nhất Đến nơi hiện ra 48 cao thủ đỉnh nhất của lần thứ tư Lam y thiếu niên nhìn lần lượt từ trên xuống dưới đã mất không ít thời gian. Lúc này, số người trên Phượng Hoa Sơn cũng giảm đi rất nhiều, không ít người sau khi ghi lại danh sách các bản đã lập tức rời khỏi, nơi này, vốn có 4.500 người, bây giờ giảm xuống chỉ còn trên trăm người. Làm y thiếu niên nhìn phía còn lại, phong vân bản đã phí của hắn rất nhiều thời gian, khi hắn đến trước Phượng Bản, ở đây đã không còn bao nhiêu người rồi. Làm y thiếu niên khóe miệng chứa đựng nét cười, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua thạch bích, chỉ thấy phượng bản lần này, tĩnh lặng khắc lên danh tự của 10 người thứ nhất. Thánh tâm ngọc nữ. Lý Vân La, đến từ thiên tâm cát, 20 tuổi, thứ hai. Thiên phượng tiên tử. Tần Nguyệt, 21 tuổi, không rõ thân phận, thứ ba. Bách hoa tiên tử. Hoa ngọc như, bách hoa chúa, 20 tuổi, thứ tư. Thúy ngọc hồ điệp. Đường mộng, đến từ đường môn, 24 tuổi, thứ năm. Hoa Sơn Nhất Phượng Thu Nguyệt, 18 tuổi, thứ sáu. Thượng Quan Yến, đến từ Thượng Quan Thế Gia, 19 tuổi, thứ bảy. Tư Đồ Phiêu Phiêu, đến từ Tư Đồ Thế Gia, 23 tuổi. Thứ 8. Phượng Hoàng Tiên Tử. Dư Mộng Giao, đến từ Phượng Hoàng Thư Viện, 22 tuổi, thứ 9. Ngọc Tiêu Tiên Tử. Miêu Nhược Lan, Phi Yến Môn Chủ, 24 tuổi, thứ 10. Linh Lung Kiếm, Diệp Tinh, đến từ Giang Nam Diệp Gia, 20 tuổi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. Chấm C, O, oh, y thiếu niên nhẹ nhàng nhớ kỹ những danh tự này, dồn lại với hai lần trước ghi nhớ tên của 21 người này trong đầu. Đảo mắt nhìn quanh hiện trường thấy còn lại vài người, thiếu niên thân hình nhẹ nhàng di chuyển, lại đến trước, quần phương phổ. Lâm y thiếu niên tĩnh lặng chú ý nhìn kỹ những danh tự trên thạch bích. Thiếu niên cảm thấy vô cùng hứng thú, Lần này, Bách Hoa Phổ ký tải 12 vị mỹ nhân, trong phượng bản đã chiếm hết 8 vị. Chỉ thấy Bách Hoa Phổ ghi chép 12 người, phân biệt ra là thứ nhất. Bách Hoa Tiên Tử Hoa Ngọc Nhất Hai Thiên Phượng Tiên Tử Tần Nguyệt Thứ Ba Ngọc Tiêu Tiên Tử Miêu Nhược Lan Thứ Tư Băng Tuyết Liên Hoa Bạch Liên Hoa Thứ Năm Thúy Ngọc Hồ Điệp Đường Mộng, thứ sáu. Hoa Sơn Nhất Phượng, Thu Nguyệt, thứ bảy. Ngọc Nữ Kiếm, Lâm Phương, thứ tám. Linh Lung Kiếm. Diệp Tinh, thứ chín. Thượng Quan Thế Gia. Thượng Quan Yến, thứ mười. Tư Đồ Thế Gia, Tư Đồ Phiêu Phiêu, thứ mười một. Mai Côi Đào, Mai Hương, thứ mười hai. Ngọc Quan Âm. Diệu Duyên, làm y thiếu niên sau khi nhìn hết, bách hoa phổ, một quan dựng lại trên thiên tiên phổ. Thiên Tiên Phổ và Bách Hoa Phổ không giống nhau. Bách Hoa Phổ tổng cộng ghi chép 36 vị tuyệt sắc mỹ nhân, cứ 10 năm một lần, năm nay chính là lần thứ ba. Nhưng Thiên Tiên Phổ cho đến bây giờ, trên bề mặt chỉ có 8 danh tự, cũng nên nói là từ 20 năm trước cho đến hiện tại, chân chính được gọi là tuyệt thế vẹn vẹn chỉ có 8 vị. Làm y thiếu niên trong thời điểm này, nụ cười trên vẻ mặt càng đậm, có một thứ tài dị nói không nên lời thiên tiên phổ bắt đầu biên soạn từ 20 năm trước. Ở 20 năm trước, trên bề mặt chỉ có ba danh tự, người thứ nhất. Huyết mẫu đơn. Ngọc vô hạ, người thứ hai. Y thánh. Liễu vô sông, người thứ ba. Lãnh nguyệt tiên tử. Triệu thanh âm, tiếp phía dưới là người của 10 năm trước, võng vẹn hai người, thứ nhất. Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Trầm ngọc thanh, thứ hai. Băng nguyên chi hoa, Hàn nguyệt nhưng năm nay có ba người trên bảng, phân biệt ra là thứ nhất. Giáng Long Tuyệt Kiếm, Lâm Tâm Giao, thứ hai. Thánh Tâm Ngọc Nữ. Lý Vân La, thứ ba. Phượng Hoàng Tiên Tử. Dư Mộng Giao, làm y thiếu niên nhớ kỹ danh tự của tám người này. Trong tám người trừ Giáng Long Tuyệt Kiếm, Lâm Tâm Giao và Thiên Hạ Đệ Nhất Tài Nữ. Trầm Ngọc Thanh Ra, sáu người còn lại tất cả là nhân vật trên Phượng Bản. Rõ ràng đều không đơn giản. Tuy nhiên trong lòng Lâm Y thiếu niên lại đang nghĩ, tương lai phải kiếm cơ hội lấy tám người này về làm vợ, đó là chủ ý hay sắc tâm đến là không nhỏ. Nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười có chút tà dị. Sợ rằng thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai có chí khí như vậy, lúc gần đi, thiếu niên lại nhìn Bách Hoa phổ một cái, thầm nhủ những người này cũng không tệ, gặp gỡ cũng phải cưới về làm vợ. Thân hình nhẹ nhàng di chuyển, bóng người màu lam bồng bềnh đi xa, suốt không gian còn lưu lại tiếng cười đắc ý, chậm chậm tan nhẹ trong gió, dần dần bay xa. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.